Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng xem ngay sau đây. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 29 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, dự báo mới nhất từ Đài quan sát khí tượng Quảng Đông chỉ ra rằng, dự kiến từ ngày 30 tháng 8 đến ngày thứ hai tới, do ảnh hưởng của bão trên Biển Đông, các khu vực ven biển phía Tây Quảng Đông sẽ có mưa to cục bộ hoặc mưa rất to. Đồng thời cũng có dông bão, mưa lớn cục bộ hoặc mưa lớn ở Nam Trung tâm Đồng bằng Châu Thổ sông Châu Giang của Quảng Đông và bờ biển phía Đông Quảng Đông. Điều đáng chú ý là hiện nay, ngoài bão phôi 92W ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển Nam Trung Quốc, ở Tây Thái Bình Dương còn có hai cơn bão đang phát triển. Một là cơn bão số 6 quen thuộc Kanu, còn lại là quần đảo Ryukyu. Phôi thai cơn bão 93W trên vùng biển phía Đông Nam tạo thành thế ba cơn bão cùng hoạt động. Bão Embryo 92W ở vịnh Bắc Bộ, Biển Đông có khả năng tiếp tục hút hơi nước gió mùa, tiếp tục phát triển thành áp thấp nhiệt đới. Vùng ven biển Quảng Đông liên tục có mưa lớn, khi đó bờ biển phía Nam Quảng Tây, phía Tây Quảng Đông và các nơi khác sẽ có mưa to đến rất to và mưa lớn cục bộ. Lượng mưa ở một số nơi thậm chí có thể đạt đến mức mưa cực lớn. Đường di chuyển của cơn bão số 6 Kanu hiện nay do áp cao cận nhiệt đới ở sườn Bắc của nó suy yếu dần, nên cơn bão khổng lồ này sẽ ép đứt dạnh áp cao cận nhiệt đới, sau đó từ từ áp sát vùng ven biển phía Nam Chiết Giang. Bão số 6 Kanu sẽ không thể di chuyển về phía trước và bắt đầu di chuyển về phía Bắc. Một số siêu máy tính dự báo cho rằng bão số 6 Kanu đang hướng vào bờ biển phía Nam Hàn Quốc và thêm dữ liệu dự báo là cơn bão số 6 Kanu đã đi lên phía Bắc Nhật Bản và đổ bộ vào bờ biển Nhật Bản cùng với cơn bão Embryo 93W trên bờ biển phía đông của quần đảo Ryukyu. Bão Embryo 93W ở vùng biển phía đông nam và phía đông quần đảo Ryukyu được cho là đang dần biến thành một xoáy thuận ngoại nhiệt đới và nó sẽ va chạm với cơn bão số 6 Kanu Fujiwara. Người ta cũng cho rằng sau khi cơn bão số 6 Kanu đang hướng về phía bắc, do lượng nhiệt và hơi nước dồi dào trong nước biển ở phía nam Nhật Bản, phôi bão 93W sẽ mạnh lên thành cơn bão số 7 tấn công Nhật Bản trong năm nay. Vì vậy, xét từ góc độ này, hiện nay chỉ có hai cơn bão đáng để chúng ta quan tâm. Một là cơn bão số 6 Kanu đang tiến vào biển Hoa Đông, kéo theo một lượng hơi nước lớn tràn vào miền Trung và miền Đông Trung Quốc và đã có những trận mưa lớn liên tục. Cái còn lại là cơn bão 93W ở Biển Đông, khi phôi bão tiếp tục di chuyển hơi nước sẽ tiếp tục tràn đến đất liền phía Nam Trung Quốc, đồng thời mang theo mưa dày đặc đến mưa to đến Quảng Tây, Biển Đông, Quảng Đông và những nơi khác. Do đó, Đài quan sát khí tượng Quảng Đông dự đoán rằng, trong khi cơn bão 93W ở Biển Đông đang di chuyển về phía Bắc, dự kiến vào ngày 30 tháng 8 sẽ có mưa lớn ở phía Tây Quảng Đông, đồng thời có dông và mưa lớn cục bộ dọc theo bờ biển phía Nam. Vào ngày 31 tháng 8, có mưa to đến rất to và mưa to cục bộ ở phía Tây Quảng Đông và Trung và Nam Đồng bằng Châu Giang, đồng thời có dông và mưa lớn cục bộ dọc bờ biển. Từ ngày Chủ nhật đến thứ hai tới, do ảnh hưởng của hoàn lưu lưu thông khí lưu Tây Nam do bão số 93W còn sót lại ở Biển Đông, mưa ở Quảng Đông tiếp tục mở rộng, có nơi mưa vừa đến mưa to và mưa to cục bộ ở phía Tây và phía Nam Quảng Đông, của các thành phố và quận bị chi phối bởi dông bão và mưa lớn cục bộ. Đài khí tượng Thủy văn Trung ương tiếp tục đưa ra cảnh báo vàng về thời tiết đối lưu dữ dội vào lúc 6 giờ sáng ngày 29 tháng 8. Người ta ước tính rằng từ 8 giờ sáng ngày 29 tháng 8 đến 8 giờ sáng ngày 30 tháng 8, khu vực Hà Đào của Nội Mông và một phần phía đông bắc, nam sông Hắc Long Giang, trung tâm và phía tây Cát Lâm, phía đông Thanh Hải, phía bắc Thiểm Tây, phía bắc Sơn Tây, phía bắc Hà Bắc, phía đông Chiết Giang và phía bắc đảo Đài Loan sẽ có mưa dông cấp 8, cấp 10, gió giật mạnh hoặc mưa đá, gió giật cục bộ có thể đạt cấp 11, cấp 12 và lốc xoáy có thể xảy ra. Khu vực Hà Đào và đông bắc Nội Mông, trung và nam Hắc Long Giang, trung và tây Cát Lâm và đông bắc, đông Thanh Hải, bắc Thiểm Tây, bắc Sơn Tây, bắc Hà Bắc, đông Bắc Kinh, tây và nam trung tâm lưu vực Tứ Xuyên, tây Trùng Khánh, trung và tây Quý Châu, Vân Nam, Quảng Tây sẽ có mưa lớn ngắn hạn ở các khu vực phía đông nam, bờ biển tây nam Quảng Đông, phía tây và phía bắc đảo Hải Nam và đảo Đài Loan. Lượng mưa mỗi giờ là 40 đến 70 mm, khu vực địa phương có thể đạt hơn 80 mm. Đài quan sát khí tượng tỉnh Hà Bắc đưa ra dự báo thời tiết lúc 5 giờ sáng ngày 29 tháng 8. Từ ngày 29 tháng 8 đến đêm ngày 30 tháng 8, các khu vực miền núi phía Tây Trương Gia Khẩu, Thừa Đức, Bắc Đường Sơn, Bắc Tân Hoàng Đảo, Tây Bắc Bảo Định, Thạch Gia Trang và Hình Đài có nhiều mây, có mưa rào hoặc dông rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông cục bộ, thời tiết đối lưu như mưa lớn và gió mạnh trong thời gian ngắn và các khu vực khác sẽ có mây mù.
nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ C ở phía Bắc Trương Gia Khẩu, phía Đông Thừa Đức và phía Nam Đường Sơn, các khu vực khác 33 đến 36 độ C, nhiệt độ thấp nhất là 18 đến 23 độ C ở phía Bắc Trương Gia Khẩu, phía Bắc Thừa Đức và phía Tây Bắc Bảo Định, các khu vực khác là 24 đến 28 độ C. Từ ngày đến đêm mai, hầu hết các khu vực của tỉnh sẽ nhiều mây, có dông hoặc mưa rào, trong đó phía Nam Bảo Định, khu mới Hồng An, Lang Phường, Thạch Gia Trang, Thương Châu, phía Bắc Hành Thủy và một phần phía Tây Hình Đài sẽ có mưa vừa đến mưa to, một số nơi sẽ có mưa lớn. Đến đêm ngày thứ Bảy, hầu hết các khu vực trong tỉnh nhiều mây, có nơi có dông hoặc mưa rào, có nơi mưa vừa đến mưa to, các khu vực khác nhiều mây. Ngày 29 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33 đến 36 độ C ở hầu hết các khu vực thuộc Trung Bộ và Nam Bộ. Trời có độ ẩm cao, trời oi bức. Sáng ngày 29 tháng 8, do ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, một cây cầu trên đường cao tốc Hamumu ở Hắc Long Giang đã bị sập. Một số phương tiện khi đang lái xe đã rơi thẳng vào cầu và rơi xuống nước. Theo Cảnh sát Giao thông đường cao tốc Hắc Long Giang, vào khoảng 8 giờ 50 phút sáng ngày 29 tháng 8, cây cầu gần đoạn Đồng Tử Câu dài 254 km của đường cao tốc Hamumu bị sập một phần, khiến giao thông đường bộ bị gián đoạn. Sau khi vụ việc xảy ra, Cảnh sát Giao thông và Bộ phận Quản lý Đường bộ đã đến hiện trường để giải quyết. Và đoạn Yabuli – Hoành Đảo – Hà Tử của đường cao tốc Cát Nhĩ Tân Mu đã bị đóng cửa không cho xe cộ lưu thông theo cả hai hướng. Đường cao tốc Harbin Mu được hiểu là đường cao tốc nối thành phố Cáp Nhĩ Tân và thành phố Mậu Đơn Giang thuộc tỉnh Hắc Long Giang. Theo Cục Quản lý Giao thông đường cao tốc thuộc Công an tỉnh Hắc Long Giang, do sự cố sập cầu nên vào lúc 13 giờ 10 phút ngày 29 tháng 8, toàn bộ đường cao tốc Cáp Nhĩ Tân Mu đã bị đóng cửa. Theo báo cáo các phương tiện truyền thông, tài xế của chiếc xe màu trắng rơi xuống nước đã được giải cứu bởi phi hành đoàn tại hiện trường. Thông tin liên quan về một chiếc ô tô màu đen khác trong nước đã được Cảnh sát Giao thông tốc độ cao xác minh và không có thương vong. Thị trấn Mã Đầu nằm ở phía đông bắc của thành phố Trắc Châu, tỉnh Hà Bắc. Sông Liêu Ly và sông Yuma uốn khúc trong lãnh thổ. Đợt mưa lớn liên tục này đã khiến thị trấn Mã Đầu bị tích nước nghiêm trọng. Các làng và cộng đồng dân cư đã bị bao vây bởi lũ lụt và không có nguồn cung cấp điện hoặc nước. Những ngày qua, lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm cứu nạn và chuyển những người bị mắc kẹt ra ngoài. Các phóng viên CCTV từ nhà ga chính đã theo chân nhân viên cứu hộ của Sở Khẩn cấp Hà Bắc đã đi sâu vào thị trấn Cảng để tìm kiếm và giải cứu người dân địa phương, đồng thời trực tiếp đánh vào hiện trạng của thị trấn Cảng Trắc Châu đang bị lũ bao vây. Xe ngập trên trục đường chính của phố Cảng do nước ngập sâu, hai bên trục đường chính ở thị trấn quay nước ngập rất sâu, những chiếc ô tô hầu như không bị hở mui và nhiều chiếc bị dòng nước cuốn vào nhau sau khi nổi trong thời gian dài. Lan can của tuyến đường chính gần như bị chìm hoàn toàn trong nước. Người dân trong làng chợ đã di rời trước an toàn. Hiện phần lớn nhà cửa chìm trong nước. Tất cả các loại lực lượng cứu hộ được tập hợp và các phương pháp và công cụ khác nhau được sử dụng để chuyển tiếp những người bị mắc kẹt. Hiện tại, một số người dân ở thị trấn Bến Tàu vẫn đang tránh nguy hiểm trên cao và nói với lực lượng cứu hộ rằng họ sẽ không di chuyển trong thời điểm hiện tại. Trong trường hợp cộng đồng nhà cao tầng không có tín hiệu, lực lượng cứu hộ đã giương cờ và huýt sáo để nhắc nhở những người bị mắc kẹt trong tòa nhà. Nếu cần cứu hộ, hãy phát tín hiệu tại lối vào làng của thị trấn Đốc. Nhiều lực lượng cứu hộ đang di chuyển người dân. Với sự giúp đỡ của lực lượng cứu hộ, một gia đình đang lần lượt được chuyển đi. Những người bị mắc kẹt đầu tiên được chuyển lên thuyền tìm kiếm cứu nạn. Khi thuyền tìm kiếm cứu nạn đến vùng nước nông không thể tiến hành di chuyển tiếp sẽ được chuyển lên xe nâng lớn. Cuối cùng, được xe nâng chuyển đến nơi an toàn. Lực lượng cứu hộ ưu tiên giải cứu trẻ sơ sinh, người mắc kẹt chủ động nhường chỗ cho các cháu. Trong vài ngày qua, do ảnh hưởng chung của không khí lạnh và ấm và cơn bão số 5, Bắc Kinh, Hà Bắc và những nơi khác đã gặp phải thiên tai lũ lụt hiếm gặp trong lịch sử. Lượng mưa trong một ngày đã vượt quá lượng mưa cả năm. Ở Môn Đầu Câu ở Bắc Kinh và Trắc Châu ở Hà Bắc là đặc biệt nghiêm trọng. Và thành phố Trắc Châu đã trở thành một đại dương bao la, bị cắt điện nước, nhiều cư dân bị mắc kẹt. Thiên tai ở Trắc Châu đã ảnh hưởng đến trái tim của người dân cả nước. Vậy tại sao Trắc Châu lại bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thảm họa mưa lũ Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc? Hôm nay, chúng ta hãy xem bản đồ vệ tinh và chúng ta biết tại sao Trắc Châu bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Từ bản đồ vệ tinh, chúng ta có thể thấy Trắc Châu là một vùng đồng bằng so với các vùng núi như Môn Đầu Câu ở Bắc Kinh. Chúng ta sẽ thấy rằng trong cơn mưa bão này, Môn Đầu Câu ở Bắc Kinh là nơi đầu tiên phải hứng chịu nhiều thiệt hại nhất. Đó là bởi vì Môn Đầu Câu là một khu vực miền núi với địa hình dốc,
Xét về địa hình, Trác Châu nằm dưới chân dãy núi Thái Hoàng, địa hình rất bằng phẳng. Khi một lượng lớn hơi nước do cơn bão số 5 mang theo đi qua Trác Châu đã bị dãy núi Thái Hoàng chặn lại, cộng với ảnh hưởng của không khí lạnh, nên nơi đây rất dễ xảy ra mưa bão cực ngắn trong thời gian ngắn. Mưa bão cực đoan có thể xảy ra trên khắp đất nước, nhưng Trác Châu có địa hình đặc biệt và lũ lụt phải hứng chịu thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Tất cả các loại nước mưa ở dãy núi Thái Hoàng đều từ trên núi chảy xuống và tất cả đều đến từ Trác Châu. Bởi vì thành phố Trác Châu có quá nhiều sông và có sông Vĩnh Định, sông Bạch Câu, sông Tiểu Thanh, sông Lưu Ly, sông Bắc Kinh, sông Hồ Lương, v.v. thuộc thẩm quyền của thành phố Trác Châu, nước mưa rơi xuống cuối cùng chảy về Trác Châu. Trác Châu đã trở thành một đầu nguồn bởi vì Trác Châu không phải là vùng núi non như Môn Đầu Câu ở Bắc Kinh. Trác Châu là vùng đồng bằng, sau khi lũ đến Trác Châu, việc thoát nước sẽ không nhanh như vậy. Hơn nữa, mưa sẽ không tạnh, thoát nước sẽ chậm, nên dễ có lũ lụt dài ngày. Vì vậy, chúng ta sẽ thấy rằng những nơi xảy ra lũ lụt nghiêm trọng là đồng bằng hoặc lưu vực ở miền núi. Cũng như vùng ven biển, mặc dù lượng mưa hàng năm ở vùng ven biển nhiều hơn vùng đất liền, nhưng ngoại trừ tác động của bão lớn hơn ở vùng ven biển thì tai biến lũ lụt xảy ra tương đối ít, do lũ lụt ở vùng ven biển đi nhanh hơn và thải trực tiếp ra biển. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!